Hiện tượng mạng Nguyễn Xin đã có bài đăng bày tỏ cảm xúc sốc và thất vọng trước vụ việc ca sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây và TikToker Trúc Phương vừa bị bắt về tội tàng trữ và sử dụng chất cấm. Anh cho biết không nghĩ có chuyện này xảy ra. Những ngày qua, vụ việc loạt người nổi tiếng vướng vào lao lý khi bị bắt sử dụng chất cấm, tàng trữ trái phép chất cấm, gồm ca sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây và TikToker cô tiên Trúc Phương đã khiến người hâm mộ không khỏi bàng hoàng. Netizen bắt đầu mang câu chuyện này ra để bàn tán, dè bỉu. Không dừng lại ở đó, nhiều nhân vật nổi tiếng cũng tỏ thái độ sốc, không tin vào sự thật. Trong đó, hiện tượng mạng Nguyễn Xin, người thường xuyên có những phát ngôn liên quan đến những câu chuyện nóng trên mạng xã hội, cũng bắt đầu nhập cuộc. Cụ thể, anh đã có bài đăng trên trang cá nhân, thẳng mặt post hình ảnh của ba nhân vật bị bắt kèm dòng trạng thái. Chi Dân và An Tây không gây bất ngờ, nhưng cô Trúc Phương này thì khiến mọi người rất sốc, trong đó có tôi, tại sao, có đáng phải như thế không? Có thể thấy, Nguyễn Xin rất sốc khi vụ việc bị phanh phui, trong đó sốc nhất là Trúc Phương, người được mệnh danh là cô tiên từ thiện, từng được rất nhiều người ủng hộ và yêu mến. Theo đó, Nguyễn Đỗ Trúc Phương nổi tiếng với biệt danh cô tiên bởi tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện. Đã có hàng trăm trường hợp được Trúc Phương giúp đỡ với số tiền kêu gọi lên tới trên dưới 10 tỷ đồng. Vì vậy, dù không hoạt động nghệ thuật, Trúc Phương cũng có một lượng người hâm mộ khổng lồ. Thế nên, khi thông tin cô tiên từ thiện Trúc Phương bị bắt giam, mạng xã hội bùng nổ với hàng triệu chia sẻ thất vọng từ người hâm mộ. Trúc Phương, sinh năm 1994, là con nhà giàu với cuộc sống khiến nhiều người mơ ước. Xinh đẹp, từng du học 9 năm và quản lý khách sạn gia đình ở trung tâm thành phố. Trên trang cá nhân của mình, Trúc Phương thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc đi giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn và kêu gọi từ thiện. Những năm gần đây, Trúc Phương thường xuyên làm series giúp đỡ những người già phải vất vả mưu sinh ngoài trời mưa nắng. Trong đó, có các trường hợp đặc biệt như chú Hải chạy xe ôm, ông Minh cô đơn, anh Phạm Văn Tâm, ngụ Tây Ninh, bị rắn hổ mang chúa cắn khi đi bắt rắn đóng học cho con. Về phía Chi Dân và An Tây, cả hai cũng đã nhận ra và hối hận bởi những hành vi sai trái của mình. Tôi là người nổi tiếng, có sức ảnh hưởng lớn nên cảm thấy có lỗi và hổ thẹn. Tôi suy nghĩ rất nhiều về hành vi của mình. Xin gửi ngàn lời xin lỗi đến khán giả, những người đã tin yêu tôi trong thời gian vừa rồi, Chi Dân nói. Đồng thời, nam ca sĩ cũng cho rằng chất cấm có thể hủy hoại cả một cuộc đời và ảnh hưởng nghiêm trọng đến những người xung quanh, Chi Dân nói, đừng giống như tôi bây giờ. Trong khi đó, An Tây cho biết những ngày qua, cô đã suy nghĩ, nhận thức được lỗi lầm của bản thân. Nữ người mẫu cho rằng vụ vi phạm pháp luật này ảnh hưởng nghiêm trọng, làm hủy hoại sự nghiệp, tương lai của mình. Tôi nghĩ mình đã mất hết sự nghiệp rồi, không còn cơ hội để làm lại, cô chia sẻ. Lời xin lỗi của Chi Dân, An Tây dường như không thể xoa dịu được công chúng. Bởi trên thực tế, cách đây không lâu, nam ca sĩ 8X cũng từng lên tiếng xin lỗi khi vướng phải ồn ào. Nhiều người cho rằng việc bị khởi tố là hậu quả mà giọng ca làm vợ anh nhé phải nhận lấy vì xem thường pháp luật, dù với bất kỳ lý do nào. Thậm chí, có ý kiến đánh giá vụ việc của những người nổi tiếng này là tấm gương xấu cho giới trẻ nên cần phải lên án, xử lý nghiêm để làm gương.